Ủa, chìa khóa của ở chồng đâu rồi vợ? Ở trên bàn á chồng. Chồng kiếm chìa khóa đây làm gì? À, mẹ em muốn vào ở với gia đình của mình 2 ngày á, thì mẹ mới gọi điện cho anh, thì bây giờ mẹ đang đến sân bay rồi. Bây giờ anh đi đón mẹ nhé. Ơ, từ từ vợ, vợ làm gì ạ? Trời, chồng nghĩ gì vậy? Đừng nói mẹ ở đây 2 ngày, mẹ ở đây cả đời cũng được. Bố mẹ nuôi chúng ta từ nhỏ, không lẽ bây giờ bố mẹ già chúng ta nuôi không nổi sao chồng? Chồng đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, chồng về chồng nghỉ ngơi cho khỏe nha. Thằng Tiện giờ ra đón mẹ rồi, giờ đi mua cho mẹ 2 bộ đồ luôn. Vợ biết cuộc sống của mẹ rất là khó khăn. Trước đây vợ có nói sau này vợ sẽ hiếu thuận với mẹ. Hơn nữa, bây giờ chúng ta không hiếu thuận với cha mẹ. Nửa lớn lên, con cái của chúng ta có hiếu thuận với chúng ta không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.